cô Quang mới vừa đi dạy về Có các anh chị ở trên tiktok nghe cái video của cô Quang á Có gửi cho cô Quang rất là nhiều, nhiều anh chị rất là liên hệ Điều đó rất là tốt à, Ông bà xưa hay nói đó là gì? Biết người là thông minh, nhưng mà hiểu mình á, là trí tuệ Hay nói cái khác hơn là biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng Đúng không? Đó Vậy thì bản thân của chúng ta là người là một con người thì anh chị có hình tưởng tượng như thế này nè ví dụ như bây giờ là cô quan đang đi trên xe ô tô đúng không à cô quan lấy ví dụ như cô quan đang lái nhưng mà bây giờ mình muốn lái một cái chiếc xe ô tô này đi nó an toàn và đi nó gọi là không vi phạm về giao thông thì nhất định đầu tiên là cô quan cần phải có biết về cái kỹ thuật lái xe mình phải am hiểu về các nút bấm à, mình phải biết được là chỗ nào là mở khóa, chỗ nào là tắt khóa, chỗ nào là mở cửa, chỗ nào là đóng cửa, chỗ nào là cần gạt, vân vân. Có nghĩa là cô An cần phải tìm hiểu, am hiểu. Sau khi nắm hết tất cả các nút bấm rồi và mình học về cái những cái quy định trên cái việc là giao thông trên đường bộ rồi thì mình sẽ bắt đầu tiến hành lên xe để điều khiển đi. Thì khả năng lúc đó mình sẽ chủ động với mình mình chủ động mình đi với cái tâm trạng là chủ động là một nè thứ hai nữa là mình điều khiển an toàn nè thứ ba nữa là mình sẽ gọi là mình sẽ tự tin nè và thứ tư nữa đó chính là mình lúc nào mình cũng ở trong cái trạng thái đó là bình an thì mình cũng vậy con người của chúng ta cũng thế đó vậy thì làm sao để hiểu được chính chúng ta thì ở đây nó có ba cái bộ môn khoa học mà để giúp cho khanh chị để hiểu về bản thân của mình môn khoa học đầu tiên đó là nhân tướng học nhân tướng là nó sẽ nói cho chúng ta biết được đó chính là cái cuộc đời của chúng ta uh, thăng và trầm và có những cái uh, may mắn gì và đón nhận những cái bài học hoặc là có những cái biến cố gì thì chúng ta đều được biết và chúng ta đều được nhận ra rất là sớm và chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình cái bộ môn thứ hai đó là sinh rắc vân tay đó là chúng ta sẽ lấy vân tay này các anh chị nè để chúng ta kiểm tra cái bộ não trong bộ não của chúng ta có những cái thông minh gì và các nhà khoa học người ta đang nghiên cứu cho chúng ta biết được rằng là có chính cái loại hình thông minh ví dụ như cô quan là thuộc ba loại hình thông minh vượt trội thông minh về nội tâm thông minh về tương tác và thông minh về thiên nhiên đó Quang thì không mạnh về thông minh về ngôn ngữ cho anh chị cho thấy cô quan nhiều khi cô quan quay cái video anh chị thấy nhiều khi bí từ không đó thứ với những cái loại hình thông minh như vậy thì mình nên phát triển cái loại hình thông minh này với những nghề nghiệp gì. Người thành công là người biết cách sử dụng điểm mạnh của mình để phát triển. Đã. Còn người chưa thành công đó là chúng ta chưa biết cách sử dụng điểm mạnh. Hoặc là chúng ta đang làm trên cái điểm yếu của mình. Và một ngành khoa học thứ ba. Đó chính là một ngành khoa học gọi là nhân số học. Và tử vi. Hay còn gọi đó chính là thần số học đó các anh chị. Đã. Thì... Cái Phần này là nó sẽ liên quan tới cái dữ liệu đó là mình sẽ lấy ngày tháng năm sinh họ và tên để mình có thể uh, giải mã về cái sứ mệnh của mình. Và đồng thời các gọi là độ tuổi nào là độ tuổi đỉnh cao và độ tuổi nào là độ tuổi khó khăn thì chúng ta sẽ đón biết được những cái giai đoạn đó. Và hôm nay cô quan sẽ có một cái phần quà bí mật dành cho các anh chị. Uh, anh chị hãy bấm chia sẻ cái video này và chia sẻ thật là nhiều thì hữu duyên cô quan sẽ tặng cho anh chị một một cái à, bài kiểm tra về gọi là nhân số học ngày tháng năm sinh nha à, họ và tên đã, để anh chị sẽ xác định được giai đoạn nào là giai đoạn độ tuổi nào là đỉnh cao của mình và giai đoạn nào thì giai đoạn đó chính là giai đoạn gọi là khó khăn của mình nếu trong giai đoạn đỉnh cao Thì trong cái bài đó nó sẽ cho chúng ta Chỉ cho chúng ta biết được là Chúng ta sẽ nên làm gì để đạt được Và đón nhận được Những cái cơ hội đỉnh cao đó à. Và nó sẽ cho chúng ta biết Từng tháng, từng năm chúng ta nên làm cái gì Đó được xem như là Một cái tấm bản đồ Để chỉ dẫn cho chúng ta đi đến Những cái đích đến và thành công Thì các anh chị nhớ cho chúng ta Hãy bấm chút chia sẻ nhiều Thì cô quan sẽ tặng cho các anh chị ha